Vũ Hán Xe Cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ford Everest là một dòng xe máy dầu được rất nhiều anh chị và các bạn quan tâm về khung gầm cũng như cái khả năng vận hành của chiếc xe. Với chiếc xe em đang cập nhật anh chị và các bạn là Ford Everest phiên bản Titanium một cầu, sản xuất là năm 2019, nhập khẩu nguyên chiếc. Xe có ngoại thất là màu vàng cát, nội thất ghế da màu đen, được bác chủ đi rất là giữ gìn. Đăng kiểm phí đường bộ của chiếc xe đến tận tháng 3 năm 2026 anh chị ạ. Xe có trang bị cho anh chị và các bạn như hệ thống đèn chiếu sáng dạng bi kết hợp với đèn halogen, giải đèn led định vị, mặt ca lăng với những chi tiết tạo hình của chiếc xe trông rất là khỏe khoắn. Với những tính năng an toàn ở phần đầu xe thì nó sẽ có trang bị như là hệ thống cảm biến trước sau, rồi là mâm thì trang bị mâm hợp kim. Một dàn lốp của chiếc xe này thì vẫn còn rất là dày dặn. Đếp lốp là tuần thứ 3 của năm 2019 anh chị nhé. Đây là một dàn lốp liền đời của chiếc xe. Hiện trạng các bác đang xem chiếc xe này là một chiếc xe mộc vừa mới về, chưa dọn dẹp gì cả. Sơn xi ngoại thất tất cả các thứ vẫn chưa làm cái gì cả, hay là bụi bẩn của chiếc xe vẫn nguyên theo nhà khách, không hề có dọn dẹp gì đâu anh chị ạ. Chưa hề rửa qua một tí gì luôn. Xe mới về anh chị ạ. 7 chỗ. Và sau cái clip này thì em sẽ làm lại một cái clip về chất lượng của chiếc xe sau khi đã dọn dẹp, đánh bóng qua những cái phần xước sắt nhỏ của chiếc xe. Thì em sẽ cho làm dọn dẹp để anh chị và các bạn nhận được cái chiếc xe trong tình trạng là hoàn hảo nhất. Với phần cảm biến của phía sau của chiếc xe thì tỷ lệ sơn zin nó còn rất là cao, nên anh chị và bạn có thể nhìn qua từ những con mắt cảm biến có thể thấy được chất lượng sơn zin. Bác chủ đi rất là giữ gìn, lịch sử trong hãng của chiếc xe thì vẫn còn đầy đủ rõ ràng cho anh chị và các bạn có thể check kiểm tra. Đây là những phần con ốc bản lề. Đấy, những cái chi tiết đường led anh chị có thể cùng tham quan thẩm định với em. Ở dòng đời 2019 này thì nó sẽ có một cái điểm hay nhất trong phân khúc gầm cao 7 chỗ, đó là hệ thống gập điện và mở điện hàng ghế thứ ba này. Đóng mở rất là nhẹ nhàng và dễ dàng. Đến hiện tại bây giờ thì nó sẽ bị cắt đi và nó thay vào đó là nó sẽ có sử dụng là cửa sổ trời. Còn với bản phiên bản này thì nó sẽ không được trang bị cửa sổ trời. Đấy là một những cái số điểm thay đổi với phiên bản mới và phiên bản cũ em giới thiệu qua cho anh chị và các bạn cùng tham quan biết. Đây là những cái phần như là thông số về lâm sàng, về cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe. 8,61 lít cho đường trong đô thị, 6,71 lít cho đường kết hợp. Và chất lượng về phần cánh cửa cũng như là keo chỉ, rồi là hệ thống gương kính của chiếc xe thì em cũng sẽ quay rõ những cái thông số của chiếc xe để đảm bảo cho anh chị và các bạn nhận được các thông số chính xác nhất của chiếc xe và đưa ra những cái cân nhắc lựa chọn có nên mua hay không. Với tầm tiền của chiếc xe này thì bây giờ nó rất là hợp lý thôi, 845 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Rồi là bậc lên xuống ghế ngồi của chiếc xe đây. Ghế thì nó vẫn hơi bẩn một chút, khi em dọn dẹp sạch sẽ thì nó sẽ trong cái tình trạng mới nhất có thể cho anh chị và các bạn nhé. Trần xe thì nó có trang bị như là hai cái đèn trần, cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Trung tâm thì nó sẽ có một cái núm điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, chỉnh gió, cũng như là một cái cổng tẩu và một cái cổng AC 220V 150W. Bên dưới cánh cửa thì nó sẽ có mở cửa thông minh cánh lái cánh phụ và gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, có cảnh báo vượt trên gương anh chị nhé. Đấy, các thông số kính của chiếc xe vẫn còn đều là nguyên bản anh chị này. Rồi táp ly của chiếc xe, với những cái chi tiết của chiếc xe thì anh chị và các bạn cùng tham quan qua. Em sẽ quay cho anh chị và các bạn cùng tham khảo về những cái phần hệ thống phím điều chỉnh chức năng, như là điều chỉnh gương này, gập gương này. Vô lăng thì có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng giới hạn tốc độ này, rồi là các phần cụm đồng hồ hiển thị thông tin, vòng tua và các thông số an toàn, màn hình giải trí, rồi là điều hòa tự động đề lộ start stop, cần số, chất lượng ghế ngồi của chiếc xe thì anh chị và các bạn cùng tham quan. Đấy, tất cả các chi tiết nó vẫn còn rất là đẹp anh chị nhé. Hay là những cái phần cột kèo này anh chị có thể nhìn qua giúp em này. Ghế ngồi, ghế da của chiếc xe, ghế lái, ghế phụ vẫn còn rất là hoàn hảo. Và máy móc của chiếc xe nó sẽ như thế nào thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan. Với cái khoang máy của chiếc xe thì nó sẽ sử dụng cho anh chị và các bạn một cái khối động cơ là máy dầu 2.0, có trang bị cho anh chị và các bạn tùy thuộc lực, ốc bản lề hay là những cái chi tiết về keo chỉ đinh tán vẫn còn nguyên bản anh chị ạ. Đấy, các bác có thể tham quan qua về những cái phần tem mác của chiếc xe, thông số vẫn còn rất là rõ ràng.
Đây là những cái chi tiết về thanh răng mấu nối của chiếc xe hay là máy móc của chiếc xe, chị và các bạn cùng cảm nhận qua. Rồi là acqui đã được thay rồi. Còn các bác cần xem chi tiết rõ ràng hơn ở phần nào trên chiếc xe thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Ford Everest Titanium 1 cầu, sản xuất là năm 2019. Mức giá hiện tại đang chào anh chị và các bạn là 845 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng cho các bác đang có nhu cầu. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.